Bóc bóc cho nhanh nhanh cho mi này. Bóc mạnh nhá. Mi. Con bóc bóc đang lấy cho mi này. Con mi này. Con vào gần mi kìa. Bóc bóc cho mi uống nhỉ. Mọi người mi ăn nhỉ. Đúng rồi, mình đang đói mà. Chẳng có ai chăn cả con này. Mình. Có chứ, đừng đập vào đầu mình. Mình. Để đấy, tí mình ăn. Con ăn quả nào thì ăn đi. Rửa tay chưa? Đi rửa tay đi. Đi rửa tay đi. Không phải ăn trứng. Ừ, trứng cút đi. Ăn luôn chứ. Ăn luôn chứ, ăn luôn hả? À? Uống đi, có ai làm gì đâu mà. Có Min ấy. Đang nói Min mà. Chó không biết. Ở trong nhà. Ngon không Min? Rồi chạy tùm lum hết rồi này. Yeah. Con cứ tưởng là đứa Min mà, con vào gần đi. Cái gì đấy? À, ngon đấy nhỉ. Ngon này. Ừ, con ăn đi. Ăn đi. Min cứ nhìn anh Khôi thôi nhỉ. Để bắt đầu đi ăn ăn trứng này. Cút này. Ngon không Min? Ngon không? Ừ. Ngon chứ nhỉ. Gái mà. Gái nó phải lớn nhanh chứ bà nhỉ. Moli là trai á. Moli là gái luôn. Không. Hử? Trên đời này không có gì gái nào cả. Thế á? Đang ăn gì đấy? Trứng. Tối quá nhỉ. Quay chả thấy con nữa. Ngồi bên kia con. Đi. Bên kia chỗ bà chỉ ngồi chỗ kia. Ngồi ngoài hiên ấy. Chết. Nhấm rồi. Chúng quất ba lấy từ đâu á? Min toàn ăn trong thôi, con không bóc cho nó. Nó toàn ăn chỗ đỏ thôi kìa. Ừ, con bóc cho nó đi. Anh bóc cho đỏ cho Min nhẹ. Min nhẹ. Anh rồi đi về đó. Bóc cả trắng cho nó chứ. Ai bảo? Mình có ăn đâu. Ai bảo mình không ăn? Con bóc cả luôn ấy. Đấy. Mình. Thấy không Minh? Minh rồi. Rồi cái giấc tạp ở đây. Ba. Làm sở hờ mình cắt ra. Ra mình vuông như ba nhỉ. Ừ. Rồi mình bỏ ở đây. Cái bánh này tại sao con mình cứ ăn cho ấy? Biết đấy. Ăn sao? Bắt gì nhá? Gì nhá? Ừ, thì lại đưa cho. Đưa
đưa vào gần chứ. Mình rồi. Con ăn. Đấy, mình sẽ ăn trứng rồi. Ừ. Ui, bực rồi. Đây là bực hả? Đây là bực hả? Xong ném xuống đầu mình này. Đầu đâu, lung mà. Con không ăn trứng cút à? Ăn tiếp đi chứ. Thằng Minh không ăn này à? Đứa Minh mà, con gái mà. Cho tao. Con ngồi bên kia ăn kìa, lại qua bên kia đi. Cầm cho. Xoay treo này này, đấy. Được chưa? Cầm đi, cầm nhá. Dưới nhá. Cầm đi. Cao lên, đó. Đúng bài luôn. Anh mua chó rồi. Bên ơi, này. Ừ? Đâu? Con đi vào kia. Nhưng con chó vào chỗ ăn đi, ăn trứng cút kìa. Xuống xe đạp đi. Bên ơi, chó này. Xuống xe đạp đi. Ăn không? À, xuống, lấy trứng chút, trứng cút kìa. Trứng cút kìa. Lấy cho... cho con chó. Lấy bóc cho cái kìa, cái lông trắng kìa. Đấy, cái bao lông trắng con Minh ăn dở kia kìa. Đấy đấy đấy. Ừ, lấy cho chó ăn đi. Nó ăn vỏ rồi, không ăn ăn trứng cút kìa. Đấy, cho nó ăn trứng cút kìa. Đấy, ăn đi. Đấy, thích nhỉ. Để chỗ này này, cho nó vào gần gần ăn này. Bóc vỏ cho nhá. Con này ăn vỏ đông mà ba. Hử? Ăn vỏ đông mà. Chẳng được. Nè, nó ăn gì kìa. Đấy, ngon chưa? Đấy, ăn vỏ đông ấy. Mình cho bạn chó nhé. Ừ. Cho bạn chó nhé. Nè, bây giờ Minh mới thèm kìa. Đấy, sợ chó ăn hết. Chó ăn hết rồi này, Minh. Thôi, cũng ăn đi, ăn quả đi. Hết rồi á? Thế rồi, thế con ăn đậu xanh đi. Thằng Minh đậu xanh vào. Lên đây. Chó ơi. Con thích chó lắm đấy. Ngồi thì ăn đi. Bỏ ăn đi. Mặt con bẩn. Cười cái xem nào. Không. Em Minh à. Em Minh à? Mời. À, lấy cho chó con tiếp kìa. Cho chó con ăn kìa. Minh rảnh luôn. Đứa Minh nhé, thằng đâu? Thằng mà. Minh là con gái mà. Thương nhá, xoa đầu chó xem nào. Kệ nó, không sao đâu. Minh thương mà. Minh thương chó rồi mà. Minh ơi. Lấy cái trên bị sứa lấy cho Minh kìa. Cho chó kìa. Minh ơi. Bỏ ra con kệ đó. Sao? Không sao đâu, kệ. Kệ đi đâu ấy? Bà chó. Vác đi đâu? Hả? À, vác đi đâu? Vác
đi về đây. Lên xe cày. Bye bye nhá nè. Bye bye cho nè, tay rồi. Bye bye. Bye bye các bạn. Đi đâu?